kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị, giả sử cần phải ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài thì bạn sẽ làm như thế nào? Nếu là trước đây, chắc chắn bạn phải tốn rất nhiều thời gian và chi phí đi lại cho những chuyến bay. Còn bây giờ, trong thời đại chuyển đổi số, chỉ cần vài thao tác trên máy tính là đã có thể ký kết thành công bằng chữ ký số mà vẫn đảm bảo tính pháp lý. Đến với câu chuyện chuyển đổi số hôm nay, mời quý vị và các bạn tìm hiểu về những tiện ích mà chữ ký số mang lại. Và nếu quý vị vẫn còn đang chưa biết về chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước như thế nào, thì mời quý vị cùng theo dõi tiểu mục Cẩm nang chuyển đổi số. Trước tiên sẽ là thông tin cập nhật về tình hình chuyển đổi số. Đến nay, việc thực hiện đề án 06 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên bước đầu đạt được những kết quả tích cực. Công an tỉnh Hưng Yên đã thu nhận trên 700.000 hồ sơ định danh điện tử, trong đó kích hoạt gần 370.000 tài khoản. Tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 64%, là địa phương đứng thứ hai cả nước. Hưng Yên đã thành lập 989 tổ công tác đề án 06, trong đó một tổ công tác cấp tỉnh, 10 tổ công tác cấp huyện, 161 tổ công tác cấp xã và 817 tổ công tác thôn xóm, tổ dân phố để tuyên truyền và hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Ngày 14 tháng 5 vừa qua, Công an huyện Tiên Lữ đã hoàn thành cấp 100% căn cước công dân gắn chip cho công dân, trở thành đơn vị xong sớm nhất của tỉnh Hưng Yên. Huyện Tiên Lữ có 84.130 công dân được cấp thẻ căn cước công dân gắn chip. Trong đó, trên 600 công dân hiện đang lao động, học tập, công tác ở ngoài tỉnh. Huyện đã thành lập tiểu ban đề án 06 và xây dựng kế hoạch với nhân sự, mốc thời gian cụ thể, đội quản lý hành chính và công an xã trên địa bàn thực hiện thủ tục cấp căn cước công dân cả ngày nghỉ, ngày lễ, không kể thời gian sớm tối. Đôn đốc công dân đang làm việc ngoài tỉnh về làm căn cước công dân và cử đoàn công tác đến tận đơn vị của những công dân ở xa để hỗ trợ thực hiện. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có 7 mô hình chợ 4.0 là chợ Gạo, chợ Phú Hiến, thành phố Hưng Yên, chợ Phủ, chợ Đông Tảo, huyện Khoái Châu, chợ Mễ Sở, chợ Văn Giang, huyện Văn Giang, chợ Đình Trà, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ. Tại chợ 4.0 có 50-100 tiểu thương tham gia thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt qua ứng dụng của Viettel và các tài khoản ngân hàng. Mô hình chợ 4.0 được Viettel Hưng Yên phối hợp với Sở Công Thương triển khai từ tháng 4 năm 2022. Đến nay, mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, đầu năm 2023, giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng hơn 50% về số lượng. Riêng qua phương thức QR Code tăng hơn 160% số giao dịch và hơn 40% về giá trị. Phương thức giản đơn, nhanh chóng và tương thích với mọi ứng dụng tài chính ngân hàng dường như đang len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống. Thanh toán qua mã QR hiện đang chiếm tỷ lệ cao nhất với 55% các giao dịch thanh toán số. Đến 15 tháng 5, thời hạn cuối cùng thực hiện chuẩn hóa thông tin trong tổng số 3,84 triệu thuê bao cần phải chuẩn hóa thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có hơn 2,8 triệu thuê bao thực hiện. Tuy nhiên, vẫn có hơn 985.000 thuê bao chưa thực hiện chuẩn hóa bị chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông, thu hồi về kho số. Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện công tác đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chuẩn hóa thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung thanh tra diện rộng công tác quản lý thông tin thuê bao. Thưa quý vị và các bạn, chữ ký số được hiểu đơn giản là một dạng chữ ký điện tử dựa trên công nghệ mã hóa công khai. Từ khi được triển khai cho đến nay, ứng dụng chữ ký số đã và đang mang lại nhiều tiện ích cho người sử dụng, góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Trong đó, Viettel được coi là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp chữ ký số cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh. Công ty trách nhiệm hữu hạn kế toán kiểm toán VN miền Bắc ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên cung cấp các dịch vụ về kế toán kiểm toán cho hàng trăm đơn vị ở trong và ngoài nước. Công ty bắt đầu sử dụng chữ ký số của Viettel từ nhiều năm nay và coi đây là một ứng dụng không thể thiếu trong việc kê khai thuế và nộp thuế, thủ tục hải quan, bảo hiểm xã hội điện tử, giao dịch điện tử với các đối tác dù ở rất xa, thậm chí là ở nước ngoài.
Mình sử dụng chữ ký số là trong hầu như tất cả các giao dịch điện tử của mình, rất ít khi sử dụng chữ ký thông thường. Lúc trước khi chưa sử dụng chữ ký số ấy, có rất nhiều bất tiện. Đến kỳ khai thuế này, kế toán đã phải đến trực tiếp các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan thuế, ngồi chờ mất rất nhiều thời gian, có thể là từ sáng đến chiều, trưa đến tối mới nộp được một cái tờ khai. Thế nhưng tại thời điểm bây giờ là thuận lợi rất nhiều cho kế toán, là kế toán ngồi ở nhà hoặc là ngoài giờ hành chính, kế toán cũng có thể đẩy được tờ khai lên hệ thống thuế. Công ty trách nhiệm hữu hạn Bunrin tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu là đơn vị chuyên đào tạo và xuất khẩu lao động sang làm việc tại Nhật Bản. Việc làm hồ sơ cho ứng viên, thanh toán bảo hiểm, thanh toán tiền lương cho các nhân viên của công ty diễn ra thường xuyên, tốn không ít thời gian đối với đội ngũ kế toán viên. Từ khi biết đến và sử dụng dịch vụ chữ ký số của Viettel, công ty nhận thấy nhiều tiện ích. Việc ký kết các giao dịch với đối tác Nhật Bản cũng được thực hiện dễ dàng mọi lúc, mọi nơi. Mỗi kỳ báo cáo thuế hàng quý hay là mỗi lần báo cáo bảo hiểm của thay đổi số lượng nhân viên thì vấn đề này xử lý được rất là nhanh, không phải nộp giấy tờ văn bản lên các cơ quan hành chính nữa mà có thể báo cáo luôn trên phần mềm kế toán hoặc là phần mềm bảo hiểm cũng như phần mềm thuế qua chữ ký số. Không chỉ trong lĩnh vực dịch vụ, sản xuất kinh doanh mà đối với hoạt động quản lý nhà nước, ứng dụng chữ ký số cũng được sử dụng rộng rãi, cho thấy hiệu quả to lớn trong việc gửi nhận văn bản điện tử, lưu trữ và tái sử dụng hồ sơ. Chi phí giấy in và chuyển phát nhanh giấy tờ của các đơn vị nhờ vậy được cắt giảm đáng kể, tính an toàn, bảo mật cao. An toàn nhiều hơn chứ, tại vì cái chữ ký của mình không thể nào mà ai có thể làm giả chữ ký của mình được này. Khi mà mình để tra cứu thông tin, cái chứng từ mà mình đã làm rồi, chữ ký giấy có thể là mình đã thất lạc, nhưng mà chữ ký số thì mình có thể tra cứu lại ở trên cái phần mềm, ở trên cái trang web mình có thể in lại thoải mái. Đến nay, 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh xuống dưới cấp xã đã được cung cấp chữ ký số. Đối với các doanh nghiệp, đây là nền tảng quan trọng để triển khai hóa đơn điện tử theo thông tư 78 của Bộ Tài chính, thúc đẩy kê khai thuế và nộp thuế điện tử. Trong đó, Viettel là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp dịch vụ chữ ký số. Đến nay, Viettel Hưng Yên đã cung cấp chữ ký số cho gần 3.000 khách hàng trên tổng số 9.000 đơn vị thực hiện. Dịch vụ chữ ký số của Viettel được triển khai đa dạng với 3 hình thức là dạng USB token cắm vào máy tính, chữ ký số trên điện thoại di động và gần đây nhất là dịch vụ chữ ký số cá nhân. Mục tiêu đến hết năm 2023, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số cá nhân trên 20% theo kế hoạch của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia. Viettel Hưng Yên đang dẫn đầu thị phần là chữ ký số, tỷ lệ khoảng xấp xỉ 33-35%. Viettel cũng đã xác định cái nội dung này là cái kim chỉ nam để chuyển đổi số phục vụ cho kinh tế xã hội. Trong thời gian tới, Viettel sẽ tổ chức vào tới từng cá nhân cá thể như là giáo dục, y tế và kết nối dịch vụ chữ ký số MySai vào cái hệ thống một cửa. Có thể thấy, chữ ký số là một bước tiến lớn trong tiến trình chuyển đổi số. Đây được coi là điều kiện tiên quyết để gửi nhận văn bản điện tử, thực hiện các giao dịch trên môi trường mạng một cách tiện lợi, an toàn, bảo mật thông tin. Không chỉ các đơn vị, doanh nghiệp mà nó còn thiết thực với mỗi cá nhân, góp phần hình thành những công dân số. Chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước như thế nào? Kiến trúc, khung kiến trúc là gì? Kiến trúc là bức tranh tổng thể, mô tả các thành phần và mối quan hệ trong chính phủ điện tử, chính phủ số. Kiến trúc giống như một tấm bản đồ, giúp những người liên quan định vị, hình dung ra những việc đã làm và những việc sẽ phải làm, giúp kết nối, liên thông, tránh trùng lặp. Còn khung kiến trúc là bản hướng dẫn để từ đó có thể xây dựng kiến trúc. Triển khai hạ tầng như thế nào? Hạ tầng phục vụ chính phủ số được xây dựng dựa trên mô hình kết hợp hài hòa giữa tập trung và phân tán, giữa trung ương và địa phương. Định hướng chung là tối đa hóa, tập trung hóa những hạ tầng chia sẻ, dùng chung quy mô quốc gia, tối thiểu hóa việc xây dựng hạ tầng dùng riêng tại các bộ, ngành, địa phương, ứng dụng hiệu quả điện toán đám mây để kết nối, chia sẻ hạ tầng, nền tảng, dịch vụ. Sử dụng các nền tảng như thế nào? Phát triển chính phủ điện tử dựa trên hệ thống thông tin là chính, phát triển chính phủ số dựa trên nền tảng là chính. Một cơ quan nhà nước khi đầu tư hệ thống thông tin thường mất từ 1 năm đến vài năm, cần có đội ngũ chuyên môn vận hành, quản lý. Một cơ quan nhà nước khi sử dụng các nền tảng thường chỉ mất vài tuần để thiết lập cấu hình và hướng dẫn sử dụng, không cần có đội ngũ chuyên môn vận hành, quản lý vì doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nền tảng thực hiện việc này. Việc sử dụng các nền tảng cũng giải quyết bài toán chia sẻ dữ liệu một cách dễ dàng. Chia sẻ dữ liệu như thế nào? Giá trị dữ liệu sẽ được tăng lên khi được chia sẻ. Chia sẻ dữ liệu là điều kiện tiên quyết để cung cấp dịch vụ số, đơn giản hóa quy trình, thay đổi mô hình tổ chức, cách thức cung cấp dịch vụ. Chia sẻ dữ liệu để tạo ra dòng chảy dữ liệu, kích thích dòng chảy vật chất.
mỗi bộ, ngành, địa phương có một nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của mình để tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ, đồng thời là đầu mối kết nối với các bộ, ngành, địa phương khác thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Nội dung chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước đã khép lại chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của Viettel Hưng Yên. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.